Chiều ngày 19 tháng, các vận động viên bóng bàn Hà Nội T và T đã được trao thưởng vì những thành tích xuất sắc tại SEA Games 32. Bảo Hiền đã gọi Trần Mai Ngọc, Đinh Anh Hoàng và Lê Đình Đức là ba nhân vật lịch sử của bóng bàn Việt Nam. Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng được tập đoàn T và T thưởng 250 triệu đồng trên một người. Trong đó Mai Ngọc được nhận 200 triệu đồng cho tấm nội dung đôi nam nữ SEA Games 32 và 50 triệu đồng cho tấm huy chương đồng nội dung đồng đội nữ. Tương tự, Anh Hoàng được 200 triệu đồng vì đoạt huy chương vàng và 50 triệu đồng vì giành huy chương đồng nội dung đồng đội nam. Vận động viên Lê Đình Đức của Hà Nội T và T đã giành huy chương đồng nội dung đồng đội nam tại SEA Games 32. Trần Mai Ngọc chia sẻ, đây là số tiền lớn nhất từ trước đến nay mà cô đã được nhận và cô sẽ làm sổ tiết kiệm, sau này có khoản để mở câu lạc bộ dạy bóng bàn. Huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường của câu lạc bộ bóng bàn Hà Nội T và T người có công đào tạo nên hai tài năng trẻ cũng nhận được số tiền thưởng là 200 triệu đồng. Ban huấn luyện câu lạc bộ bóng bàn Hà Nội T và T cũng được thưởng 200 triệu đồng. Cách đây 26 năm, thầy của Mai Ngọc và anh Hoàng huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường đã giành huy chương vàng nội dung đôi nam nữ tại SEA Games năm 1997. Kỳ tích lịch sử đã được Mai Ngọc và anh Hoàng tái lập sau khi đánh bại hai vận động viên tài năng của Singapore trong trận chung kết SEA Games 32. Bảo Hiền và Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam trao thưởng cho Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng. Anh Hoàng hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt thành tích tầm châu lục. Bảo Hiền căn dặn các vận động viên bóng bàn không được tự mãn, không được mắc bệnh ngôi sao và cần tiếp tục rèn luyện để phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Bảo Hiền và vận động viên Trần Mai Ngọc, nhà sáng lập tập đoàn T và T đã ca ngợi thành tích đặc biệt xuất sắc của các vận động viên bóng bàn Việt Nam, gọi đây là kỳ tích lịch sử. Ông tri ân các tài năng bóng bàn Việt Nam bằng cả tinh thần và vật chất và ca ngợi họ là các nhân vật lịch sử. Điều thú vị là Mai Ngọc không phải vận động viên người Hà Nội mà cô gái sinh năm 2004 đến từ Bình Dương, gia nhập đội bóng bàn Hà Nội T và T năm 2012. Còn anh Hoàng 22 tuổi là người Đắk Lắk, gia nhập đội bóng bàn Hà Nội T và T năm 2010. Ngày 3 tháng 6, Mai Ngọc, anh Hoàng và Đình Đức sẽ sang Mỹ tập huấn trong 2 tuần.